Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube Thi Nguyễn. Trong clip này em xin giới thiệu đến các bác một sản phẩm đồng hồ đeo tay size nam đến từ thương hiệu T-Med. Đồng hồ lên cót tay, sau 48 giờ thì mình sẽ lên cót một lần. Các bác sẽ dặn cái núm này ngược chiều kim đồng hồ, mình dặn khoảng 4 đến 5 vòng là đủ lên cót cho đồng hồ nó hoạt động. Size của đồng hồ là 36 cả núm, chưa tính núm là size 34. Tất cả đều nguyên bản, nguyên zin, mặt số zin chưa vẽ lại, kim zin, cọc số zin, núm zin. Đây là mẫu đồng hồ ra đời trước những mẫu đồng hồ automatic chạy tự động. Sau ngàn ấy năm mà vỏ của đồng hồ còn mới chăn chát như vậy, rất xứng đáng để các bác mua về mình sử dụng và mình sưu tầm. Giá bán của đồng hồ này là 1.600.000. Các bác cần xem hình ảnh chi tiết, cần mua hàng vui lòng liên hệ số điện thoại cũng như Zalo 0931008099, địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc, các bác vui lòng chuyển khoản giúp em, sau đó cho em xin địa chỉ, em bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Vỏ của đồng hồ lắc cây vàng được sản xuất vào thập niên năm 1960. Đây mình cùng xem núm zin trên đồng hồ, vỏ lắc cây vàng rất là dày và sáng đẹp sau ngàn ấy năm. Còn dây và phá thì em đã thay mới. Và đây là mặt đáy của đồng hồ, đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ. Giá bán là 1.600.000, các bác chuyển khoản đủ, em bao ship tận nơi cho mình.